Dạ thân chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay Thuận Nguyễn sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị và các bạn những cái lễ cúng thường niên ngày rằm Thượng Quân, rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024 ở thị xã Tân Châu nghe quý cô chú. Thì hôm nay là ngày 16 ngày cúng rằm tháng Giêng cúng ông ở khu vực chùa ông Tân Châu, quan đế miếu của thị xã Tân Châu. Thì mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh xung quanh cũng như là cái lễ cúng ông và đưa tàu tống cho quý cô chú chị và các bạn cùng xem nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ghi hình xung quanh cũng như là cái buổi lễ cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thì sáng sớm thì tất cả bà con cũng như là những cái người dân xung quanh tập trung để mà tham gia cái lễ cúng nha các bạn. Quảng cáo lân xe rồng qua nếu yếu chào mấy anh nghe tiếng tóc hoài, nghe tiếng tóc hoài. Hôm nay có gặp được anh chú dạ ở Tân Châu hả? Dạ An Giang Ngày Nay của Tân Châu. Ngày Nay phải không? Dạ vui hả? Thưa các bạn, bên trong thì cái lễ cúng cũng bắt đầu tiến hành. Thì mình sẽ ghi hình cho các bạn xem những cái hình ảnh của lễ cúng nha các bạn. Thank you.
Thank you.
dịch vụ khoảng chán nướng nha các bạn. Đó, ở phía trước chùa ông Tân Châu. Đây chị làm bánh chán nướng nè. Các bạn, tiếng trống bên trong đã dồn dập báo hiệu là bên trong ông đã lên và đang làm lễ bên trong này các bạn.
Xui rủi những cái không may, những cái điểm xấu
à, tống đi nha các bạn, đón nhận những cái điều may mắn tốt đẹp à, cho quê hương, cho bá tánh. Năm rồi vô thở không được đâu. Rằm Thượng Quân Giáp Thìn năm 2022 cũng như là lễ thả tàu tống được hoàn mãn đó các bạn. Đó thì mong quý cô chú chị và các bạn xem video ủng hộ mình bằng cách nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh, chia sẻ video để mọi người có thể xem video của mình
những cái văn hóa của địa phương nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở những cái video tiếp sau nhé. Năm nào cũng vậy các bạn ơi, đây là cái nét văn hóa đặc trưng của người dân Tân Châu. Lễ cúng ông rằm Thượng Nguyên tháng Giêng Giáp Thìn năm 2024, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Kênh An Giang Ngày Nay xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, làm đâu được đấy. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.